Chuyện Phun Hay xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi tập 93 của bộ truyện Lô Lệ Công. Quý vị và các bạn nhấn nút đăng ký kênh và rung chuông xem các tập trước của bộ truyện ở đường link dưới phần mô tả nhé. Thật sự huynh ấy đã thành thân rồi sao? Thế thì huynh ấy sao có tình cảm với một nam nhân như ta được chứ? Là ta đã tự nghĩ vơ vẩn, hiểu sai lòng tốt của huynh ấy, thành một loại tình cảm khác. May mà hỏi sớm mới biết được, trước khi vượt xa quá mức tình cảm bình thường. Nếu không, chẳng có gì tốt đẹp cho cả hai bên. Hắn ta làm sao thế vậy? Vậy đương tử của huynh đâu? Sao ta chưa từng nghe huynh kể về nàng ấy? Cười ấy về sau. Không muốn gặp lại ta nữa. Vậy là sao? Huynh quanh năm luôn ở bên ngoài, chắc chắn là nàng ấy sẽ rất nhớ huynh. Hơn nữa, võ công của huynh rất lợi hại, lại biết chăm sóc cho người khác. Chắc nàng ấy rất mong huynh về. À, là tại ta đối xử với người ấy không tốt, đã làm nhiều việc có lỗi, gây tổn thương cho người ấy. Cho nên người ấy đã bỏ ta, đi theo người khác rồi. Ám về đại ca tin tưởng thổ lộ chuyện tâm tư với ta, nhưng ngược lại ta lại không biết an ủi từ đâu. Tuy huynh có lỗi, nhưng huynh đã ân hận, vậy hãy nói lời xin lỗi để bù đắp lại cho người ấy. Ta tin nàng ấy sẽ nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý, bỏ qua tất cả mà tha thứ cho huynh. Tẩm Ngọc thật sự không biết hắn còn rất nhiều chuyện muốn thổ lộ cho y. Hắn thật sự đã thay đổi cả da thịt lẫn sự hối hận trong tâm. Liệu hắn còn có thêm một cơ hội nữa hay không? Quân Huyền Kiêu trở nên xúc động, bỏ qua tất cả để thổ lộ sạch cõi lòng. Những lời thổ lộ chỉ chớm đến môi, không nói ra thành lời, bởi vì những sai lầm hắn đã gây ra. Làm sao y có thể tha thứ cho hắn được chứ? Cười ấy không cần ta nữa.
nhìn huynh ấy buồn rầu, bất lực như vậy, chắc chắn nàng đã rất yêu thương đương tử của mình. Ba ngày sau, nếu Ngọc Nhi không cố lại lì 5 lần 7 lượt đòi cưới ngựa thì ta cũng không đồng ý, vì việc này rất là nguy hiểm. Nhưng cũng có lợi cho việc điều dưỡng cơ thể và bồi bổ thêm kỹ năng cho hắn. Để hắn có thể tự bảo vệ được nguy hiểm khi có sự cố là ta cũng yên tâm rồi. Có chuyện gì vậy? Ngươi yên tâm, đã có ta ở đây rồi. À không phải, ta sợ cái gì? Khi cưỡi ngựa, bỗng dưng ta lại nhớ đến một người. Phải chăng Ngọc Nhi đang nhớ đến ta? Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã theo dõi Chuyện Phụt Hay. Xin kính chúc quý vị và gia đình được mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chapter tiếp theo của bộ truyện này nha.